Ở The Times ở Israel cho biết trong một cuộc họp báo mới diễn ra, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan cho biết quân đội nước này đang ở giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công trên bộ, hoạt động cả ở phía đông giải Gaza. Ông Galan nêu rõ trong những ngày qua chúng ta đã chuyển sang giai đoạn thứ hai của cuộc đổ bộ. Lực lượng phòng vệ Israel vẫn đang ở phía tây nhưng cũng đang chuyển động dần sang hướng đông. Hamas đã mất sở chỉ huy, đường hầm và nơi trú ẩn. Trong khi giới chỉ huy thì bị thương, còn hàng nghìn chiến binh đã bị tiêu diệt chúng ta không ngần ngại thực hiện bất cứ hành động nào. Sự hiện diện của Hamas đang ngày càng giảm đi. Những người ở phía nam giải Gaza sẽ sớm cảm nhận được điều này. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ truy quét tất cả những thành viên của Hamas, kể cả những người đang hoạt động bên ngoài giải Gaza. Theo ông Gallen, Hamas đã bị tấn công nặng nề, mất đi đường hầm, hầm trú ẩn, đồn bốt và nhiều chỉ huy cấp cao của lực lượng này đã thiệt mạng. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel cho biết thêm, Quân đội Israel tiếp cận tất cả các địa điểm nhạy cảm với Hamas và tấn công chúng. Mỗi ngày trôi qua, các tay súng Hamas càng có ít nơi để di chuyển. Trước đó tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hakari cho rằng, một cuộc tấn công mở rộng sẽ tiến hành bất cứ khi nào các lực lượng vũ trang cho là tốt nhất. Chuẩn đô đốc Hakari tuyên bố, "Chúng tôi quyết tâm thúc đẩy hoạt động của mình. Nó sẽ xảy ra ở bất cứ nơi nào Hamas tồn tại, kể cả ở phía nam Giải Gaza." Theo hãng tin Reuters, một cuộc tấn công quân sự của Israel vào khu vực đông đúc phía Nam Gaza dự kiến trong những ngày tới có thể phức tạp hơn cuộc tấn công trên bộ của họ ở phía Bắc dải đất này do có khả năng gây ra thương vong cao hơn đối với dân thường và binh lính. Trước đó, hãng tin AFP dẫn thông tin từ cơ quan y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát cho biết 32 người cùng một gia đình đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel vào một tòa nhà ở phía Bắc Gaza, trong đó có 19 trẻ. Trong những tuần gần đây, hàng trăm ngàn người Gaza đã chạy trốn về phía nam của giải đất này, sau khi Israel yêu cầu họ rời khỏi miền Bắc. Người dân đang lo sợ sau khi đêm 15 và dạng sáng ngày 16 tháng 11, tờ rơi được thả gần Khan Yunis, thành phố lớn nhất ở Nam Gaza, yêu cầu họ di chuyển lần nữa và lần này là về phía Tây. Sau khi giải truyền đơn đã có pháo kích dữ dội, giống như dấu hiệu báo trước việc Israel mở màn cuộc tấn công trên bộ vào ba tuần trước. Người phát ngôn của chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine thông báo với hãng tin Al Jazeera rằng chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine không còn có thể bảo vệ những người tìm đến các cơ sở của họ để trú ẩn trong bối cảnh Israel tiếp tục bắn phá khu vực này. Theo người phát ngôn, chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine không có nơi nào ở Gaza là an toàn và bản thân người của chương trình cũng không còn được bảo vệ nữa. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 19 tháng 11 cho biết, Bệnh viện Asifa tại thành phố Gaza, bệnh viện lớn nhất giải Gaza, đã trở thành vùng chết chóc với pháo kích và mưa đạn sau khi các quan chức Liên Hợp Quốc trực tiếp đến khu vực này, với những khuyến cáo về việc sơ tán khẩn cấp các bệnh nhân tại đây. Israel đã biến bệnh viện Asifa thành trọng tâm chính của cuộc tiến công trên bộ ở phía bắc giải Gaza trong những ngày qua, với lý do rằng nơi này che giấu một trung tâm chỉ huy ngầm của phong trào Hamas. Một quan chức cấp cao của Mỹ phát biểu với Reuters rằng do Nam Gaza có mật độ dân cư đông đúc, cho nên chiến dịch của Israel ở đó có thể sẽ ít chú trọng hơn vào các cuộc không kích và tập trung nhiều hơn vào lực lượng mặt đất. Quan chức Mỹ này cũng cho biết Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành một cuộc tấn công ở Nam Gaza nếu muốn hoàn thành mục tiêu đề ra là tiêu diệt Hamas. Israel bắt đầu chiến dịch những thanh kiếm sắt chống lại Hamas sau khi các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo này tràn qua biên giới, xâm nhập miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10. Cuộc tấn công của Hamas đã giết chết 1.200 người và biến ngày 7 tháng 10 thành ngày đẫm máu nhất trong lịch sử 75 năm của Israel. Các tay súng Hamas cũng bắt khoảng 240 người từ Israel về Gaza làm con tin. Để trả đũa, Israel đã phong tỏa toàn diện đối với 2,3 triệu dân ở dài Gaza và thực hiện các cuộc oanh tạc từ trên không, sau đó là chiến dịch tấn công trên bộ. Theo cơ quan y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát, tới nay hơn 12.000 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch trả đũa của Israel và khoảng 40% trong số đó là trẻ em. Số dân thường thiệt mạng ngày càng tăng trong cuộc tấn công của Israel đã gây ra làn sóng phản đối khắp Trung Đông và các quốc gia phương Tây, bao gồm cả đồng minh thân cận nhất của Israel là Mỹ. Trong một bài báo đăng trên tờ Washington Post, Tổng thống Biden nhấn mạnh Gaza và Bờ Tây cần được thống nhất dưới một cơ cấu quản lý duy nhất, đó là một chính quyền Palestine có thêm sức sống mới, trong quá trình tất cả đều hướng tới một giải pháp hai nhà nước. Tổng thống Mỹ khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất đảm bảo an ninh lâu dài cho cả người Israel và người Palestine đồng thời nhấn mạnh cuộc khủng hoảng hiện nay khiến điều này càng trở nên cấp thiết hơn. Ông Biden cũng nêu rõ, không được dùng vũ lực buộc người Palestine rời Gaza, không được tái chiếm, bao vây hay phong tỏa, cũng như không được thu hẹp vùng lãnh thổ. Trong bối cảnh người định cư Israel ở bờ Tây gia tăng các hành vi bạo lực nhằm vào những người Palestine sinh sống ở vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo Israel rằng phải chấm dứt bạo lực cực đoan nhằm vào người Palestine ở bờ Tây, và những đối tượng gây bạo lực phải chịu trách nhiệm theo đó mỹ sẵn sàng cấm cấp thị thực cho những phần tử cực đoan tấn công dân thường ở bờ tây tuyên bố của tổng thống mỹ đã vấp phải sự phản đối của thủ tướng israel benjamin netanyahu thủ tướng israel phát biểu tại một cuộc họp báo ở tel aviv tôi nghĩ rằng chính quyền palestine với hình thức hiện tại không có khả năng nhận trách nhiệm về gaza sau khi chúng tôi đã chiến đấu và làm tất cả những điều này để truyền quyền đó cho họ Chính quyền Palestine từng quản lý cả bờ Tây và giải Gaza, nhưng đã bị lật đổ khỏi Gaza vào năm 2007 sau cuộc nội chiến ngắn ngủi với phong trào Hamas. Ông Netanyahu trước đây từng tuyên bố, Israel phải duy trì trách nhiệm quân sự tổng thể ở Gaza trong tương lai gần. Theo ông Osama Kali, giáo sư lịch sử tại Đại học Syracuse của Mỹ, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng khi hỗ trợ Israel. Ông Kali nhận định, rằng đề xuất chính quyền Palestine quản lý Gaza là đề xuất dành cho cử tri Mỹ và Mỹ không có ý chí chính trị để Israel phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là khi sắp bước vào năm bầu cử tổng thống. Ông cho rằng Mỹ hoàn toàn thiếu những ý tưởng mới, dẫn đến Mỹ không có chính sách tránh giải quyết xung đột mà tập trung vào quản lý xung đột. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas thời gian qua cũng thường xuyên kêu gọi Tổng thống Mỹ gây áp lực buộc Israel chấm dứt bạo lực chống lại người Palestine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bờ Tây, nơi sinh sống của 3 triệu người Palestine cùng hơn nửa triệu người định cư do so Thái, đã sôi sụp trong hơn 18 tháng qua. Liên quan đến những con tin bị Hamas bắt giữ, tờ Washington Post dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Israel, Mỹ và phong trào Hồi giáo Hamas đã đạt được thỏa thuận dự kiến thả hàng chục phụ nữ và trẻ em bị bắt giữ làm con tin ở giải Gaza để đổi lấy 5 ngành ngừng giao tranh. Theo đó, các bên ngừng giao tranh ít nhất 5 ngày và mỗi 24 giờ sẽ có 50 con tin hoặc hơn được thả theo các nhóm nhỏ. Theo nguồn tin trên, việc ngừng giao tranh nhằm cho phép một lượng lớn viện trợ nhân đạo được đưa vào giải Gaza. Khung thỏa thuận được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán ở Qatar. Tuy nhiên, cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và giới chức Mỹ đều cho biết chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra các giải pháp cấp bách đối với cuộc khủng hoảng hiện nay tại Gaza, trong đó có ngừng bắn ngay lập tức và tăng cường viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ này. Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của việc bắt đầu tiến trình chính trị toàn diện nhằm giải quyết vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước.